hay ấy. Góc chiếu trên trần nhà quá ok luôn. Khi mà anh để quay lên trần rồi ấy, thì mỗi lần anh bật máy lên, máy để tự động ấy, thì máy nó sẽ lấy lại một lần, nó sẽ auto lấy nét và cân góc lại một lần, thì nó sẽ không chuẩn như những lần khác, nó sẽ có lúc như này có lúc như kia. Anh để lên trần nhà anh chiếu ấy, thì anh nên tắt cái tự động đi, tắt hết cái tự động đi, sau đấy anh vào anh chỉnh tay, anh chỉnh cái góc máy muốn thôi, anh vào cái phần đá mài 4 điểm. Tất nhiên em chỉ nói qua thôi, còn lại về nếu mà anh không nhớ thì anh lại gọi lại em hướng dẫn. Có lật được mà thầy? Có lật được. Do mình thử lật thì tại vì là đặt ở giường thì mình không thể nào mà mình chỉ đặt ở chỗ mình làm được. Mình rồi, ok ok ok. Ví dụ anh muốn là lật được mạng đúng không? Và cái đặt máy chiếu này và cái độ chiếu này anh nhớ ok là đây quay ngược lại đúng rồi. Con này thì dùng dễ thôi nhá. Con này thì gần như là nó bằng tiếng Việt hết, nó tự động hết. Mình cứ trải nghiệm qua nhá. Em lấy trên cái chân, em lấy trên cái chân.